Rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ đến với một căn nhà ngang 4m2, ngang 4m, độ dài 14m và thiết kế là một trệt 3 lầu. Và hướng nhà mình là hướng đông bắc, phù hợp với những ai phong thủy là tây tứ trạch. Và chúng ta để ý đến căn nhà của mình này. Và đây là một cặp hai căn nhà thì chúng ta đã bán được căn phía trong rồi, chúng ta chỉ còn căn phía ngoài thôi. Diện tích là ngang 4m, độ dài 14m và thiết kế là một trệt 3 lầu. Nhà chúng ta sẽ có gara, xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha mọi người. Chúng ta để ý mặt tiền một lần nữa này, mặt tiền thiết kế theo kiến trúc kiểu Cityland, khá đẹp và cao cấp. Và đây là con đường trước nhà mình nha mọi người, một con đường nhựa 6m, xe hơi vào tận nhà. Và căn nhà mình thì có giá bán đang rất mềm, một chút xíu nữa mình sẽ nói giá bán cho mọi người nghe nha. Chúng ta để ý con đường trước này, con đường này rất là tuyệt vời, cách mặt tiền đường chính đường lớn khoảng chừng 100m thôi nha mọi người. Rồi mình sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà này nha mọi người. Thì phía trước đây chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn phía ngoài này. Đây lớp cửa cuốn nha. Bên trong chúng ta có một lớp cửa gỗ cam xe. Và nhà mình thì được thiết kế là một trệt và 3 lầu. Với công năng sử dụng là khu vực phòng khách và gara xe hơi này. Khu vực này chúng ta đậu vừa xe hơi này, từ 4 đến 7 chỗ nha mọi người. Và phòng bếp phía sau cũng như là 4 phòng ngủ trên lầu, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và hướng nhà này là hướng đông bắc, phù hợp với những ai phong thủy là tây tứ trạch. Và căn nhà này đang được bên Hùng chào bán với giá là 5 tỷ 450 triệu đồng, còn thương lượng với anh chủ nhà. Quý anh chị quan tâm có thể alo đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình, hoặc là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathuyhung.com cũng như hệ thống fanpage Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình. Nhà đất Huy Hùng là một trong những kênh bán nhà lớn nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với lượt theo dõi rất là lớn nha. Và khi chúng ta liên hệ xem nhà bên Hùng, chúng ta sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được xem sổ hồng và các giấy tờ liên quan, được giảm ngay từ 2 đến 500 triệu đồng một căn. Và riêng căn nhà này thì Huy Hùng đang chào bán với giá vô cùng mềm cho một căn nhà nằm trên trục đường rộng, hẻm đẹp, xe hơi vào tận nhà, khu đồng bộ cao cấp và giá bán chỉ có 5 tỷ 450 triệu đồng. Hướng nhà mình là hướng đông bắc, phù hợp với những quý anh chị nào thuộc phong thủy là tây tứ trạch. Nhà mình rất là gần với trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, sát bên trường tiểu học An Hội và trường cấp 2 Phạm Văn Chiêu. Rất là phù hợp cho con em mình học tập. Và khu vực này thì rất gần với siêu thị Vincom đường Quang Trung, khu vực nhà thờ và chợ Hạnh Hưng Tây cũng như là khu vực công viên Làng Hoa. Từ nhà mình chúng ta đi ra công viên Làng Hoa thì khoảng chừng 3 phút thôi nha mọi người. Và đi ra sân bay thì tính từ nhà mình đi ra sân bay thì khoảng chừng 10 phút. Và từ nhà mình đi ra trung tâm thành phố, khu vực trung tâm quận 1 thì hết khoảng chừng 25 phút đi xe gắn máy. Rồi, ở đây chúng ta có phòng khách và khu vực đậu xe hơi rồi. Thì chúng ta để ý hai bên tường được ốp gạch tường lên cao khoảng chừng 2 mét này. Trên tường chúng ta có những bức tranh, trần thạch cao, đèn chùm chiếu sáng. Và di chuyển vào phía trong thì chúng ta sẽ tới với khu vực cầu thang. Cầu thang của nhà mình thì gia chủ có để một chậu bông này. Cầu thang với trụ gỗ căm xe, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Phía bên này khu vực cầu thang chúng ta có ốp nhựa giả gỗ này. Đây chúng ta có bức tường ốp nhựa giả gỗ nhìn rất đẹp. Có một bức tranh giả đá cẩm thạch phía trong. Và di chuyển về phía sau chúng ta sẽ tới với khu vực gian phòng bếp. Phòng bếp của nhà mình thì gia chủ ốp gạch lên cao tới trần và có những cái kính caro phía trên này. Ở trong đây thì chúng ta có tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ căm xe, khu vực để tủ lạnh. Khu vực để tủ lạnh rất là rộng. Phía sau thì chúng ta có khoảng giếng trời. Khoảng trời của nhà mình ở cuối nhà nha. Và chúng ta để ý này, với một căn nhà giá rẻ như khu vực quận 12 luôn thì mà nó nằm ngay ngã tư Quang Trung và Phan Huy Ích cũng như là Phạm Văn Chiêu, phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phía dưới cầu thang chúng ta có một phòng vệ sinh này. Thì quý anh chị quan tâm có thể alo đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đậu được xe hơi trong nhà và có thể vừa làm phòng khách được luôn. Di chuyển lên lầu thì chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ. Và giá bán đang được bên Hùng chào bán, mình nhắc lại mọi người, chỉ có 5 tỷ 450 triệu đồng thôi nha. Rất mềm. Những căn nhà khoảng tầm 5 tỷ mà hẻm xe hơi, đậu được xe hơi trong nhà đang ở Gò Vấp đang rất là hiếm. Chỉ có một vài căn thôi. Đây là khu vực không gian phòng ngủ đầu tiên. Chúng ta để ý này,
Trên tường có những cái khu vực chỉ nổi và giá đá, có cửa sổ ra giếng trời phía sau, có tủ kệ tivi và có phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh đây. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen. Và phòng ngủ này chúng ta cũng có gắn ống máy lạnh sẵn rồi. Ta mua chỉ phải gắn máy lạnh vào thôi. Nhà mình làm lệch tầng nhé. Phòng phía trước sẽ lớn hơn. Đây là phòng phía trước này. Nhìn rộng nha mọi người. Với ban công và cửa ra ban công phía trước. Đây là ban công phía trước. Tủ áo. Ống máy lạnh. Và phòng vệ sinh trong. Đây là phòng vệ sinh. Rồi mình lên lầu để chúng ta tham quan phòng ngủ số 3 và số 4 nhé. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà này thì hãy alo đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3. Chúng ta thấy giống phía dưới nha. Cũng có phòng vệ sinh trong. Và phòng ngủ số 4 ở trên này. Đây, phòng ngủ số 4 này mọi người. Rất tuyệt vời. Cửa phòng ngủ thì gia chủ sử dụng là cửa gỗ cam xe. Và mình sẽ lên lầu để tham quan phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha. Rất là mát mẻ. Đây, khu vực sân thượng sau. Rào chắn hết rồi. Chưa lập mái thôi. Mình về mình lập mái thêm nữa. Đẹp luôn. Và trên đây thì chúng ta sẽ có phòng giặt. Đây là phòng giặt này. Phòng giặt và có phòng vệ sinh đây luôn. Khu vực để máy giặt phía trong này mọi người. Gia chủ thiết kế riêng một cái phòng giặt luôn. Và có cả phòng vệ sinh trên đây. Để chúng ta có thể làm phòng ngủ đây được luôn này. Đây chúng ta làm phòng ngủ luôn. Thì được 5 phòng. Và ngoài này chúng ta có sân thượng phía trước. Đây, khu nhà xung quanh toàn nhà lầu nha. Đây toàn nhà lầu thôi. Đó. Toàn nhà lầu thôi nha mọi người. Người nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.